khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới phúc trình từ Liên Hiệp Quốc cho thấy 72% nhà ở tại Gaza đã bị phá hủy. Theo phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Năm 20 tháng 5, việc xây dựng lại những căn nhà tan hoang tại Gaza bất ít nhất tới năm 2040, nhưng có thể kéo dài trong nhiều thập niên. Gần 7 tháng, ném bom của Israel gây ra thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim, khiến cho nhiều căn nhà bê tông cao tầng ở dải đất đông đúc trở thành đống tro tàn. Theo giới chức Liên Hiệp Quốc, đề cập tới cảnh tượng của sự tàn phá và dữ liệu của người Palestine cho thấy khoảng 80.000 căn nhà đã bị phá hủy trong cuộc xung đột do những cuộc tấn công chết người của chiến binh Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Những cuộc tấn công của Israel đã giết chết hàng chục ngàn người Palestine. Đánh giá về tòa nhà này cho biết trong kịch bản tốt nhất khi vật liệu xây dựng được cung cấp nhanh gấp 5 lần so với khủng hoảng Gaza vào năm 2021, việc xây dựng lại những căn nhà bị phá hủy có thể được thực hiện từ năm 2040. Tuy nhiên, đánh giá từ chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP lưu ý, Gaza cần tới 80 năm để khôi phục những nhà ở đã bị phá hủy hoàn toàn, theo một kịch bản giả định tốc độ tái thiết với xu hướng một số cuộc xung đột ở Gaza. Theo một phúc trình riêng rẽ dựa trên hình ảnh vệ tinh được Liên Hiệp Quốc phân tích, thì 85.8% trường học tại Gaza bị thiệt hại kể từ ngày 7 tháng 10 theo một mức độ nào đó. Hơn 70% trường học cần được xây dựng lại toàn bộ, theo như tuyên bố từ Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý vị, người biểu tình ủng hộ Gaza dựng trại tại Đại học Toronto. Những người biểu tình ủng hộ người Palestine ở Gaza đã dựng trại tại Đại học Toronto vào thứ Năm ngày 2 tháng 5. Người biểu tình Erin Mackey cho biết là hàng nghìn sinh viên ở Gaza đã không thể tốt nghiệp vì trường đại học của họ bị phá hủy và gia đình họ bị thiệt mạng. Người biểu tình nói thêm là trường đại học mà chúng tôi đầu tư tiền của mình đã đồng lõa với điều đó. Các cuộc biểu tình ở Canada và Hoa Kỳ diễn ra sau cuộc tấn công chết người vào ngày 7 tháng 10 của các chiến binh Hamas từ dải Gaza và miền nam Israel, khiến cho 1.200 người thiệt mạng và hàng chục người bị bắt làm con tin, cũng như một cuộc tấn công tiếp theo của Israel đã khiến cho khoảng 34.000 người thiệt mạng và tạo ra một cuộc biểu tình nhân đạo khủng hoảng. Cảnh sát đụng độ với những người biểu tình cố gắng ngăn chặn việc di dời người di cư ở phía nam London, Anh Quốc. Cảnh sát đã xô xát với những người biểu tình tại London ngày thứ Năm sau khi họ chặn chiếc xe bus lên kế hoạch đưa những người xin tị nạn tới BB Stockholm đang neo đậu tại Parkland, Dorset, có thể chứa khoảng tầm 500 người di cư. Thủ tướng nước Anh coi việc trấn áp những người di cư bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu. Là một phần của nỗ lực này, chính phủ cố gắng cắt giảm chi phí tiếp cận những người xin tị nạn trong những khách sạn bằng cách sử dụng xà lan và địa điểm quân sự khác. Theo đài BBC, những người biểu tình tại Peckham phía nam London đã hét lên hãy thả họ đi, chặn xe và ngồi xuống đường để ngăn những chiếc xe di chuyển, khiến cho cảnh sát phải kéo người đi trước khi bao vây chiếc xe. Phúc trình đã nói 45 người bị bắt và huấn luyện viên cuối cùng đã bỏ trốn. BBC đưa tin Bộ Nội vụ từ bỏ kế hoạch chuyển một nhóm người xin tị nạn tới BB sau những cuộc biểu tình tại Margate vào tuần trước. Hoa Kỳ đã sẵn sàng trừng phạt việc vận chuyển vũ khí và nhiên liệu giữa Nga và Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Miller cho biết hôm thứ Năm ngày 2 tháng 5 rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt phối hợp chống lại việc vận chuyển vũ khí và dầu tinh chế giữa Nga và Triều Tiên. Theo như Miller thì Mỹ đang hợp tác với Australia, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Vương quốc Anh để công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp mới. Nga hôm thứ Năm cho biết là tuyên bố của phương Tây rằng họ hợp tác quân sự với Triều Tiên là không chính xác và cho biết là mối quan hệ của họ với Bình Nhưỡng không nằm mục đích chống lại nước thứ ba, cũng như là không đe dọa đến an ninh của khu vực. Nhà Trắng cho biết là Nga đã âm thầm vận chuyển xăng dầu đã tinh chế sang Triều Tiên ở mức độ dường như vi phạm giới hạn do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt. Tiết lộ này được đưa ra vào ngày đầu tiên sau khi một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt lâu dài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này đã bị giải tán sau khi có quyền phủ quyết của Nga. 138 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày. Theo giới chức Việt Nam cho biết, 347 vụ tai nạn giao thông làm 138 người tử vong, 285 người bị thương trong 5 ngày vừa qua, kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Thưa quý vị, báo giới ngày 1 tháng 5 dẫn số liệu cho biết những ngày vừa qua, so sánh với năm 2023, số vụ tai nạn giao thông có giảm 9.1%, số người tử vong giảm 32.3% và số người bị thương giảm 1.3%. Theo báo giới chức đã giải quyết hơn 78.000 trường hợp vi phạm, phạt 171 tỷ đồng, bắt giữ gần 750 xe hơi,
hơn 29.300 xe mô tô, tước đi 15.300 giấy phép lái xe các loại. Được biết, vi phạm về nồng độ cồn chiếm số lượng lớn nhất với 21.400 trường hợp, vi phạm tốc độ là hơn 21.000 trường hợp và gần 90 tài xế có dương tính với ma túy. Theo tin tức, một số địa phương giải quyết nhiều vi phạm chính là Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An và Quảng Ninh. Được biết, theo lời của Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trần Lưu Quang đã ký yêu cầu Thủ tướng Chính phủ bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại nhân dịp cao điểm du lịch mùa hè năm nay. Triển lãm văn hóa Trung Quốc tổ chức tại Paris, một cuộc triển lãm về văn hóa Trung Quốc đã khai mạc tại Foire de Paris, hội chợ Paris vào năm 2024 đang diễn ra vào thứ Tư, mang đến cho du khách một nền tảng để tìm hiểu thêm về cả các yếu tố cổ xưa và đương đại của Trung Quốc. Bốn khu triển lãm đã được thành lập và lần lượt trưng bày nền văn minh, biểu diễn và sự kiện Trung Quốc, văn hóa và văn hóa đặc trưng của Bắc Kinh. Tích hợp các triển lãm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ sản phẩm văn hóa và sáng tạo cũng như là trải nghiệm giải trí văn hóa, triển lãm nhằm mục đích là trưng bày lịch sử lâu đời của dân tộc Trung Hoa, nét quyến rũ độc đáo của văn hóa Trung Quốc và những thành tựu hiện đại của nền văn minh Trung Quốc. Hội chợ Paris hàng năm được thành lập vào năm 1904, nổi tiếng vì quảng bá văn hóa toàn cầu. Nó được lên kế hoạch từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm, đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt, IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Vâng, và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, 401k rollover, retirement account. Quý vị có thể liên lạc với B&T Insurance tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100, South Almonte, California 626-999-5865, San Gabriel, California 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang rất nhiều, hoặc là rất nhiều khách hàng bị non renew. Chúng tôi có rất nhiều hãng đại diện, những hãng bảo hiểm danh tiếng và đảm bảo là sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. Xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho B&T Insurance về nhận tất cả những hình thức bảo hiểm quý vị cần trong cuộc sống, cũng như quỹ về hưu, retirement account. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật vô lượng an lạc.